Sơn xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay Sơn chia sẻ với nhà mình cái kỹ thuật mà mình cho cây ôm đá nha mình. Đây là những cái đá tự nhiên, nó có những cái hốc rãnh tự nhiên luôn. Thì mình muốn làm được như thế này thì mình phải nuôi cái cây giống cỡ tầm hơn một năm, thì nó nuôi cây giống nhưng mà nuôi trong cái ống nha, thì nó mới có cái rễ nó dài ra đó. Thì bắt đầu sau một năm hơn thì bắt đầu mình lấy lên và mình vũ đi, mình chỉ lấy những cái rễ dài này và mình chuẩn bị đá xong bắt đầu mình ép lên cho nó chạy theo những cái rãnh đây. Nó dính tự nhiên luôn đây nha mình, đây ghép lên xong bắt đầu là mình phải dừng lên, mình phải dừng lên và mình trồng lên. Sau này mình hạ cái này xuống là xuống dưới đây là nó sẽ lộ ra nguyên một cục đá luôn. Nó thì trong cái thời gian ép đó là mình vừa làm chi tàn luôn. Cái này thì nó rất là công phu và rất là lâu năm. Thì mình mất hết một năm đến một năm rưỡi là để mà mình nuôi cái rễ dài, sau đó là mình mới lấy lên mình nuôi cái này. Sơn nuôi cái này cỡ tầm 2 năm nữa rồi đó, thì cỡ tầm 3 năm là mới được như thế này thôi đó. Đây Sơn chèn vô những cái hốc tự nhiên là nó sẽ dính vô tự nhiên luôn. Sau này Sơn sẽ tháo những cái này ra, những cái này là để nó ép rễ nha mình. Sơn sẽ tháo ra
Nuôi cái này thì nó rất là công phu, nói chung là mình chơi cái bộ môn bonsai là nó rất là công phu và kỳ công, đòi hỏi cái sự kiên trì rất là cao. Sơn làm cũng được hơn chục cây á. Rồi đây là một cây nữa nè. Bây giờ là xuống lá. Xuống lá là bắt đầu tháo dây, là vô dây lại, định hình lại. Đó. Ở bên trong này là những cái viên đá ở trong này nè, Sơn nuôi hết ở trong này rồi. Cỡ tầm chắc qua qua Tết là Sơn sẽ hạ lần xuống là cho nó lồi lồi rễ ra. Đó là mình nuôi tiếp ở dưới này. Cái này là linh sam siêu bông nha mình. Đây. Nuôi rất là công phu luôn. Đây mình xem nè, những cái viên đá Sơn ép vô nè. Nói chung cái này là Sơn không có xẻ rãnh, Sơn không có dùng máy Sơn xẻ rãnh, mà là Sơn ép tự nhiên luôn. Sơn ép cho nó chạy theo những cái rãnh tự nhiên. Rồi đây Sơn ghép hai cây, nhưng mà nó bỏ hết một cây, còn lại một cây. Đây là những cái cây mà sơn ghép ôm đá ở dưới đây. Nói chung là cũng cũng gần thu hoạch rồi. Nuôi rất là công phu và rất là mất nhiều thời gian nha mình. Rồi Sơn chia sẻ nhà mình về cái cách mình ôm đá thì nhà mình xem tham khảo nha. Nếu sau này Sơn có up lên giao lưu thì nhà mình ủng hộ cho, còn không thì mình áp dụng cái kỹ thuật để mà mình ghép đá thôi. Nói chung là cần phải có thời gian thì nó mới thành phẩm được. Đây, những cái cây này Sơn chuẩn bị đưa vô làm lũ đây. Đây có cái cây này thì nó nhìn rõ nét nhất thôi. Rồi Sơn rất cảm ơn nhà mình nha, chúc nhà mình sẽ tạo ra nhiều tác phẩm đẹp. Rồi để mà ký đá thì Sơn phải nuôi ống như thế này trước này nha mình. Đây là những cây giống linh sam. Đây Sơn phải nuôi ống như thế này trước này. Sơn phải chiết ra. Sau thời gian có tầm 15-20 ngày Sơn chiết ra thì bắt đầu là Sơn bỏ trong ống này Sơn nuôi. Sơn nuôi và Sơn nuôi chuyền ở dưới này nữa. Đó mình phải cố định dây để cái ống nó thẳng á. À, rồi bắt đầu nó sẽ ăn rễ xuống. Xuống đây. Cái này là cỡ tầm 50 nha mình. 2, 4, 5, 50. Thì nó ăn rễ xuống, sau này mình sẽ rút ra, rút hoặc là mình có thể là mình cắt ra. Rồi bắt đầu là mình lại, tại vì khi mà mình rút ra, mình cắt ở trên này nè, mình cắt ngắn lại thôi, mình cắt ngắn lại chứ không có để dài đâu. Rồi bắt đầu mình mới xử lý. Đó, đây là những cây mình nuôi lại nữa đây. Nói chung là thời gian và đầu tư rất là nhiều. Ở đây là kỹ thuật mình nuôi để mình lấy rễ để mình ghép đá nha mình. Rồi nhà mình xem tham khảo nha. Rồi cây này là một cây Sơn làm theo kỹ thuật là ôm đá nha mình nha. Ký đá có nghĩa là Sơn chọn một cái cục đá tự nhiên, cục đá thiên nhiên, nói chung là hơi đẹp, đá đẹp đó nha mình. Bắt đầu là Sơn sẽ nuôi ống. Sơn nuôi cái cây này bằng kỹ thuật nuôi ống. Thì mình nuôi ống thì nó sẽ tạo, Sơn nuôi cái ống cỡ tầm 50 để nó tạo một cái rễ xuống dài, thì sau này mình mới có những cái rễ mình bám theo này đó. Sơn sẽ có clip dữ liệu để cho mình tham khảo nha. Thì Sơn sẽ cho nó đi theo những cái rãnh tự nhiên, hoặc là mình thích nó đi kiểu như thế nào thì mình sẽ lấy máy mình sẽ rọc rãnh cho nó, và mình sẽ ép cái rễ nó vô và mình cố định của nó, mình cố định rễ và mình nuôi. Khi mà mình cho nó ép rễ theo đá rồi, theo ý muốn rồi, mình phải dừng lên, mình dừng lên mình nuôi, rồi bắt đầu mình hạ lần. Ví dụ như sắp tới là Sơn sẽ hạ một nửa của cái này đó, rồi bắt đầu mình sẽ hạ tiếp xuống dưới tầng này là ok đó. Thì cái cây này Sơn nuôi cũng được, nói chung là gần 3 năm nhà mình. Tại vì mất hết 1 năm mình nuôi ống và gần và 2 năm là mình nuôi trên ký đá này đó.
Thì trong cái quá trình nuôi thì mình cũng vừa tảo tán luôn. Nó khi mà xong là xong toàn toàn bộ luôn. Đây là một cây linh sam nha mình. Nói chung là mình chơi cái môn này nó rất là nhiều thời gian. Thì quan trọng là mình kiên trì thôi, chứ không có ngày một ngày hai mà nó thành được. Đó, nó kiên trì từng chút luôn nha mình. Rồi xin rất cảm ơn nhà mình đã dành thời gian quý báu ra để xem tin nha và ủng hộ Sơn. Thì Sơn xin chúc nhà mình sẽ tạo ra nhiều tác phẩm đẹp mà cây ký đá nha, cây ký lên trên đá luôn. Thì cây này cũng gần xong rồi, chắc cũng phải cỡ tầm 1 năm nữa là cây này Sơn sẽ cho xuất binh. Rồi Sơn xin hẹn gặp lại nhà mình ở video gần nhất nha. Xin chúc nhà mình nhiều niềm vui và hạnh phúc luôn. Rồi Sơn thân chào nhà mình.